sau hàng nhật nội địa chào các bác. Bây giờ là buổi chiều ngày 4 tháng 6 năm 2020. Em lên sóng giới thiệu với các bác một cái chiếc điều hòa một cục của hãng Totomi nhé. Con này chạy cực êm luôn, mọi chức năng em đã test con này hết rồi. Cái con này thì nó có một cái cánh gió này là nó mở tự động các bác này. Đấy, tắt đi thì một cánh gió này nó mở tự động đấy, các bác nhìn chưa? Một cánh này thì bật lên là nó mở ra này. Con này thì cái dòng là cái dòng cửa sổ mà nó sản xuất tại Nhật thì rất là nhiều các bác thích, đi kèm một chiếc điều khiển đa năng nhé. Đa năng này. Và cái dòng này ngày xưa sản xuất chạy cực êm luôn ạ. Thiết kế thì nó mặt này là mặt dàn lạnh, cửa gió giữa. Tình trạng vỏ thì vẫn nguyên bản em, không sơn khi gì. Con này để số 27 này, chạy cực êm các bác nhé. Đấy, các bác nào thích sự êm ái thì lấy con này thì rất là ngon luôn. Dàn chiếc cũng tương đối là đẹp. Thì cả máy nó như này đấy. Các bác xem thì các bác nhìn cầu đấy, các bác liên hệ. Đây này, đây là cái nút này, nó chỉ có một nút bật nguồn đây thôi. Cho không có cái gì đây, đây là ba cái đèn thôi. Con này có ion này. Đấy, con này em bán là 4 triệu. Giá 4 triệu đi kèm một chiếc điều khiển đa năng, chưa có phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Nên các bạn nào có nhu cầu lấy các bác liên hệ nhé. Cảm ơn các bác.